những thông tin nhanh nhạy hàng ngày, những điểm sáng về thành tựu kinh tế xã hội, những vấn đề nóng mà dư luận quan tâm, những kiến thức, kỹ năng và nét đẹp trong cuộc sống. Góc nhìn thẳng của DRT cũng như các chuyên gia, các nhà chuyên môn, các nhà phân tích cũng như của người dân. Tất cả sẽ có trong 24 giờ cùng DRT. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2023, chương trình 24 giờ cùng DRT sẽ phát sóng thử nghiệm từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vào lúc 19h45 phút và 21h trên sóng truyền hình DRT, 18h45 và 22h35 trên sóng phát thanh. Đúng 19h45 và 21h hàng ngày, hãy bật TV và vào kênh DRT hoặc mở điện thoại vào link drt.vn. 18h45 và 22h35 mở sóng radio để cập nhật thông tin nóng hổi từ 24 giờ cùng DRT. DRT trên tay bạn để chia sẻ thông tin và bày tỏ ý kiến với 24 giờ cùng DRT. Quý vị và các bạn hãy mở điện thoại vào các địa chỉ liên lạc: website drt.vn, fanpage YouTube truyền hình Đắk Lắk, email 24h cùng drt@gmail.com, số điện thoại 02626 256 777.